Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quý Khôi. Hôm nay Bonsai Quý Khôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một video định nghĩa thế nào là một cây giáng làng. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn, nhất là những bạn mới chơi, là cách để chúng ta sẽ tạo ra một tác phẩm xanh giáng làng. Xin mời tất cả quý vị cùng đón xem. Hôm nay Bonsai Quý Khôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn là một số tác phẩm xanh giáng làng của Bonsai Quý Khôi. Thứ nhất là đây là tác phẩm Làng Tôi. Bonsai Quý Khôi cộng với cả chủ nhân cũ là anh Hùng Còi đã tạo dựng trong khoảng gần chục năm. Này, từ cái phôi ban đầu. Đầu tiên ấy, thì phôi chỉ có là từ gốc này lên đến đoạn sẹo kia, đoạn sẹo. Để quý vị xem. Sau đó thì bằng những kỹ thuật nuôi dưỡng thì anh Hùng Còi và mình đã nuôi dưỡng cây đến ngày hôm nay. Chi tiết thì tí nữa mình sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn. Đấy, hiện tại thì bộ dăm cũng đã đi vào hoàn thiện và bắt đầu chơi được rồi. Cây này cốt chính là xuất phát điểm là chỉ có một thân, nhưng mà sau này thì mình diễn thành 5 thân và có 5 ngọn. Ngoài ra thì mời quý vị ngắm thêm một số tác phẩm xanh giáng làng nữa. Cái này hơi tốt cho nên là hơi khó nhìn. Mình mời quý vị cùng ngắm tác phẩm Hồn Quê, vườn bonsai Quý Khôi. Tác phẩm này mình sở hữu từ năm 2014. Sau triển lãm năm 2013 là của bạn Nguyễn Bá Nam. Thì hồi đấy là triển lãm Bình Đà và mình đã bị tác phẩm này hút hồn, cho nên mình theo đuổi để mình đến cuối năm 2013 đầu năm 2014 thì mình đã sở hữu được tác phẩm này. Ngày trước nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng bây giờ thì sau một thời gian nuôi dưỡng mà mình chuyển sang các chậu to hơn thì hiện tại cây đã phát triển rất là khác ngày xưa rồi. Và theo như là rất nhiều anh em đánh giá thì đẹp lên. Thế thì hình tượng cây giáng làng của Việt Nam là một hình tượng rất là thân thuộc và gần gũi với cả các vùng thôn quê. Ngày xưa là hình tượng của một cây đa đầu làng, chịu nhiều sóng gió và trải qua rất là nhiều biến cố lịch sử. Cho nên là thường thường là cây sẽ có bộ tán rất là rộng và bộ thân bệ rễ rất khỏe khoắn. Đấy, và ngọn thường là sẽ bị giạt xuống và những cái chi cành phát triển to lên và phát triển thành những cái thân. Và mỗi một thân thì lại cũng sẽ có những cái ngọn kiểu như vậy. Đấy, cái này đang hơi tốt, mình sẽ chuyển sang quý vị ngắm tác phẩm Làng Tôi thì sẽ rõ hơn. Thì đặc trưng của cây giáng làng ấy là bộ tán rất là rộng và những đường thân, có thể những đường chi cành phát triển thành những cái thân. Đấy, và mỗi một thân thì có những cái ngọn tạo thành một cái tổng thể. Những cái ngọn này tạo thành một cái tổng thể, một cái cây cổ thụ lâu năm. Thế thì ở cây này ấy, mình còn đang xây dựng tiếp, đấy là tất cả bộ rễ này. Bộ rễ của cây giáng làng là sẽ là phải là lan rất là rộng và gần như sẽ kín mặt chậu. Đấy, lan kín mặt chậu. Cho nên là mình thường là mình sẽ thay ra những cái chậu mỏng và để cho cây phát triển gần như không có điểm
không có điểm dừng. Đấy, những cái chậu này lúc đầu tiên mình thay vào thì cái cây nó nhìn rất là bé, nhưng mà qua sau quá trình phát triển những cái bộ tán này lan rộng ra, đấy thì quý vị có thể thấy là nó sẽ cân đối dần với cái chậu. Và cái chậu to thì chúng ta sẽ nuôi được cái chậu to và mỏng, chúng ta sẽ nuôi được bộ bệ nó sẽ trải rộng, thì nó sẽ thích hợp với nét của cây giáng làng. Đấy, và cây giáng làng thì là như quý vị đã biết rồi, sẽ phải có nhiều rễ buông. Đấy, và các cái rễ buông này nó sẽ phải đóng thành vách từ những thân xuống, cho nên là mình cũng đã xây dựng ý thức ngay từ khi cây còn phôi. Tức là ngay từ khi còn phôi là mình đã có ý thức để mình xây dựng bộ vách này cho cây. Thì bộ vách này mình phải dòng từng cái ống xuống một ấy, từng cái ống tiêu, ống nước thì mới được. Tại vì là cây này thì là chất liệu xanh Nam Điền, cho nên là cái việc nuôi rễ buông thì sẽ khó khăn hơn chất liệu xanh quê rất là nhiều. Thì thường thường ấy, xanh giáng làng thì chúng ta chỉ được ngắm những cây xanh quê thôi, nhưng với mình ấy, thì mình sẽ cố gắng là mình, tức là ý thích của mình thì mình muốn chinh phục những cái điều nó khó hơn, cho nên mình đã quyết định là sẽ làm một cây xanh giáng làng mà chất liệu là xanh Nam Điền. Đấy, thế thì quý vị có thể thấy là để tạo ra một cây giáng làng không hề đơn giản. Với những cây này của mình ý, thì mình vẫn là phôi thôi, vừa chơi vừa làm thôi. Còn sẽ phải diễn và sẽ phải còn mất rất rất nhiều thời gian nữa để mới thành một tác phẩm giáng làng thực sự, khi mà bộ rễ phát triển đầy đủ và thân chi cành già nua thêm. Để mà có điều đấy thì cần sự kiên trì và một cái phương pháp rất là khoa học. Đấy, thì các bạn lưu ý một chút là một số bạn ấy thì có một cây trực và có một vài cái rễ buông xuống thì cũng đã gọi là rễ giáng làng. Nhưng mình có thể là chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn thì đấy chưa gọi là giáng làng. Giáng làng là cây phải biến thân, tức là từ một cái thân chính ấy, có thể là thân trực hoặc là thân siêu, thân hoành hay là bất cứ một thân gì, cây phải biến ra, biến dạng đi, trải qua thời gian, trải qua lịch sử, biến thân và xuống những bộ vách, nhiều vách để tạo sự độ cổ thụ cho cây. Đấy, thế thì quý vị có thể thấy ấy, là để tạo ra một cây giáng làng không hề đơn giản. Với những cái này của mình ấy, thì mình vẫn là phôi thôi, vừa chơi vừa làm thôi. Còn sẽ phải diễn và sẽ phải còn mất rất rất nhiều thời gian nữa để mới thành một tác phẩm giáng làng thực sự, khi mà bộ rễ phát triển đầy đủ và thân chi cành già nua thêm. Để mà có điều đấy thì cần sự kiên trì và một cái phương pháp rất là khoa học. Đấy, thì các bạn lưu ý một chút là một số bạn ấy thì có một cây trực và có một vài cái rễ buông xuống thì cũng đã gọi là rễ giáng làng. Nhưng mình có thể là chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn thì đấy chưa gọi là giáng làng. Giáng làng là cây phải biến thân, tức là từ một cái thân chính ấy, có thể là thân trực hoặc là thân siêu, thân hoành hay là bất cứ một thân gì, cây phải biến ra, biến dạng đi, trải qua thời gian, trải qua lịch sử, biến thân và xuống những bộ vách, tạo sự cổ thụ cho cây. Đấy, và có thể là có nhiều cây còn không phân biệt được đâu là thân chính, đâu là thân phụ, bởi vì nó biến hóa khôn lường. Như cái này của mình thì khá là mạch lạc vì mình chia 5 thân, 4 thân hướng ra 4 phía, còn thân chính thì lắc lượn ở giữa, cho nên là không bị, có thể là nó rất là dễ phân biệt.
Còn với một số cây thì nếu mà chúng ta ngắm chúng ta không để ý thì còn không biết đâu là ngọn chính, đâu là thân chính, thân phụ ấy. Đấy. Thế là điều mấu chốt là của cây giáng làng là phải biến thân. Đấy, còn một giáng trực mà đi lên có vài cái rễ buông thì không gọi, chưa gọi là giáng làng. Đấy, ngoài ra thì chúng ta kết hợp giữa chi cành, các cái lớp bông tán, bồng bềnh để tạo sự cổ lão và tự nhiên cho cây. Thì cây giáng làng chúng ta, chính vì cái hình tượng của cây giáng làng là một cái hình ảnh thân thuộc, cho nên là chúng ta có thể kết hợp giữa với các cái phụ kiện, ví dụ như là bến nước, sân đình, trẻ chăn trâu hay là những con cò trắng, thì rất là nhiều ý tưởng. Thì trước là mình cũng làm bãi rêu xanh, khi mà đi chơi ấy thì mình cũng làm bãi rêu xanh, thứ hai là để thêm những tiểu cảnh, những không phải là tiểu cảnh mà gọi là những chi tiết phụ họa như vậy để cây có thêm phần sinh động. Và mình cũng rất là đam mê với giáng làng này, nên mình tạo ra khá là nhiều tác phẩm giáng làng. Đấy, còn việc làm sao để chúng ta tạo tác ra một tác phẩm giáng làng thì cũng như là mình phân tích định nghĩa vừa xong ấy, thì đầu tiên là cái quá trình chúng ta nuôi cây thì chúng ta sẽ phải để ý đến một số kỹ thuật, ví dụ như là kỹ thuật làm rễ buông, thứ hai là cắt chuyển và uốn định hình để tạo ra cho cây có những đường cung đẹp mắt và thuận với cả cái hướng mà chúng ta thiết kế ban đầu. Thứ hai nữa là chúng ta phải phát triển bộ bệ, làm sao cây giáng làng phải có bộ bệ rất là khỏe và lan ra xung quanh. Đấy, về sau cây sẽ còn lan kín chậu. Đây, tất cả những cái rễ này mình đều xếp rất là cẩn thận này, đều xếp mặt sau cây này rễ còn nhiều hơn mặt trước. Mặt trước là mình cũng đang tạo dựng, thì những cái rễ này sau này to lên một chút là mình sẽ giật lại và để lại, tiếp tục là sẽ ra những cái chiếc rễ thứ cấp như kiểu này. Bên này thì đó. Thì mục tiêu là trong vòng khoảng độ 5 năm tới là cây này của mình sẽ đạt được cái tiêu chí là rễ kín với chậu. Khi đấy thì cây sẽ đẹp hơn rất là nhiều, kết hợp với cả thân chi cành phát triển thêm. Đấy, thì giai đoạn nuôi phôi là giai đoạn mà chúng ta nuôi rễ là tốt nhất. Còn khi mà cây đã thành phẩm rồi nhé, thì nó sẽ rất là lâu. Thành phẩm rồi ấy, thì chúng ta sẽ phải đợi đến lúc là trong 3 tháng chính của mùa mưa ấy, chúng ta để sổng cây một chút thì nó mới phi ra được những chiếc rễ. Đấy, khi đó chúng ta có thể là dùng ống nước, ống nhựa ấy, chúng ta đưa một vài cái rẻ ẩm vào cho rễ vào trong và chúng ta sẽ cố định lại. Thì sau một mùa mưa là chúng ta sẽ có một số những rễ. Nhưng mà khi mà chúng ta nuôi phôi ấy, thì chúng ta sẽ dễ nhất, là vì khi nuôi phôi thì chúng ta nuôi nhiều mầm thở. Mà nuôi nhiều mầm thở thì cây sẽ phát triển mạnh và ra nhiều rễ. Đấy, cho nên là mấu chốt là phải ở cái lúc phôi. Đấy, còn dựa vào những đặc điểm của cây giáng làng thì chúng ta sẽ tạo tác bộ tán này, thân này, chi cành theo cái định nghĩa của mình phía trên. Đấy, và chúng ta có thể quan sát thêm một số cây cổ thụ ngoài tự nhiên để chúng ta có thêm những cái kiến thức về thực tế. Đấy, hy vọng và với những cái chia sẻ của mình thì các bạn có thể là tạo ra cho mình những cây xanh hoặc là những cây si giáng làng, cây đa giáng làng đẹp trong tương lai. Ok, xin phép kết thúc video tại đây. Xin kính chúc quý vị một ngày vui vẻ
Xin chào.